Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Đây là cái đơn hàng mình đang đóng gửi cho khách đây. Bác này thì bác ấy chuyên về thợ điện nước và lấy buôn 20 con các mẫu. Đấy, thì bác ấy lấy cũng là 3 mẫu luôn để cho sử dụng cho các cái công trình mà bác ấy lắp đặt này. Đây, con này thì nó y xì như này luôn. Nó giống hai con 100 m và 1000 m thì nó khác nhau. Nó chỉ khác nhau về cái tần số thôi. Đấy, còn tất cả là nó như nhau nhưng mà cái giá thì nó lại khác nhau các bác nhé. Thì anh em các bác để ý khi mua hàng trên sàn hoặc là mua các cái hãng, các cái đơn vị thương mại họ bán thì mình để ý. Đấy, cái bộ sản phẩm hàng chính hãng của Hornet các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng phải để ý này, đúng hàng chính hãng của Hornet này. Đây là cái thương hiệu chuyên về dòng điều khiển từ xa, cực kỳ là chất luôn cho anh em các bạn. Đấy, bác ấy lấy tổng là 20 cái, tổng là 20 sản phẩm. Đấy, anh em các bạn thấy không, hàng cực kỳ là chất luôn, hàng cực kỳ là chất luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy, thì bác ấy lấy tổng là 20 con. Đấy, anh em các bạn này. Đấy, tổng là 20 con để bác ấy lắp đặt cho cái khu vực mà bác ấy đang sinh sống, thì bác ấy là thợ điện nước mà. Đấy, anh em các bạn thấy không, con này là 1000 m này. Đấy, tổng chiều xa của nó là được 1000 m luôn. Đấy, hàng cực kỳ là chất luôn cho anh em và các bạn lựa chọn đấy. Mọi nhu cầu các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của Phạm Huấn này để được tư vấn về cái sản phẩm mà bên mình đang phân phối. Đó, đây là cái con này, là cái con 1000 m này. Đấy, con này cũng 1000 m nhưng mà ưu điểm của con này thì nó không phải đấu nhá, chúng ta không phải đấu nối mà nó trực tiếp luôn. Anh em các bạn chỉ cần cắm cắm cái này, cục này vào cái điện nguồn. Đây, nó có công tác điều khiển đây. Cắm cái này vào điện nguồn này. Sau đó thì chúng ta điều khiển thôi. Đó, chúng ta cắm thiết bị vào đây và chúng ta điều khiển thôi. Nó rất là ngon lành và tiện dụng cho anh em và các bạn luôn. Mọi nhu cầu mua sắm các bạn có thể liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.